Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị trận cờ rất hay vừa diễn ra chiều nay, ngày 14 tháng 5 năm 2023, trận cờ đồng đội của Nguyễn Quang Nhật tại SEA Games 32, cờ nhanh. Trận này, Nguyễn Quang Nhật cầm đỏ đi tiên, Cham Lan Heng, Campuchia cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ. Chang Jun.
Tăng Duyên. Tăng Duyên. Tăng Duyên. Tăng Duyên. Tăng Duyên. Chưa đến đây Cham Nan Heng, Campuchia buông cờ nhận thua, em xin đi vài biến để dẫn đến sát cục. Tăng Duyên. Tăng Duyên. Tăng Duyên. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.